chửi gì? Mày chưa đến giờ chửi. Đã làm gì chửi? Chưa làm gì chửi cả mấy mẹ. Con chưa làm gì chửi như mấy mẹ. Con đi trốn nợ con chưa làm gì chửi nha. Nha mấy bà. Đúng không? Tôi đi trốn nợ như thế này ai cũng muốn đi trốn nợ luôn. Trời thần ơi là trời thần. Sao chúng nó lại ác mồm ác miệng với em dữ vậy? Trời thần. Khổ lắm luôn. Kêu em đi trốn nợ rồi ôi. Cớ nán nào giữ lại cho em. Ôi giời ơi, cớ nán nào giữ lại cho em. Sao chúng nó lại vu cho em là đi trốn nợ. Đi mẹ chúng nó. Đi trốn nợ mà mấy con nợ ở Việt Nam nó lại mừng là sao? Em qua trực tiếp quán như Thảo Linh. Từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều qua qua trực tiếp quán bún đậu đi chị. Gặp bạn Phương quản lý hoặc bạn Bảy. Chắc mấy hôm nay bên chị đông khách quá nên là chưa rip comment được khách mua hàng. Em có kinh nghiệm về thu ngân đấy hoặc về phục vụ ấy, ghé thẳng quán gặp bạn 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 Phương nhé. Đi trốn nợ đúng rồi. Tôi trốn nợ đúng rồi với mẹ à. Đi trốn nợ mang con dê một cánh răng đi chứ. Đi trốn nợ lâu dài mang bốn bốn hộp cánh răng đi chứ. Đúng không? Đó. Đi trốn nợ nào. Đúng không? Ơi chồng nợ phải mang bốn hộp bánh răng đi. Một hai có khang nào. Còn có kỵ ông Trung Quốc nào. Một nào. Nó còn nguyên tiêu này. Tiêu cũng cô mà ngồi. Ngon nào. Tiêu nào. Ông bà dùng hết để lại tiêu tướng. Ba nào. Tiêu chồng nợ á. Hộp mà nó to mồm trời. Cái này là đỉnh cao nhá. Không mua tích cục cuộc đời. Ai mồm hôi mồm thối mồm mắm tôm nè. Cái răng ố màu mà. Còn đây. Đi trốn nợ mang bốn hộp đến răng đi rồi dùng được khoảng 2 năm. Ok chưa? Đúng rồi. Đi trốn nợ. Ủa đúng rồi bà, trốn nợ lâu dài mang hộp nhiều bột đánh răng đi má. Đó, đánh vào con đi bọt luôn. Ăn nhiều khô cà mắm cho bố không? Thấy không? Thấy chưa? Chết mẹ rồi, đánh lại từ đầu rồi. Đấy, do ăn cà mắm từ sáng đấy. Do ăn cà mắm từ sáng. Đó. Đi trốn nợ má, đánh lại răng má ơi. Đó. Gớm xem mày một cái lồn như thằng kia. Tao thuê mày vào xem mặt mày lồn. Mà kêu gớm. Đó. Mới là mặt lồn nha. Tao không ưa đàn ông nha. Biến mày. Kêu em gớm với chị. Đủ má nó cho nó đẹp. Đánh răng cho con rồi.
Vâng các bà. Ăn khô cá cho cố vô, ăn ba đùi gà chiên. Răng toàn mỡ. Mai đến ngày tìm nhà. Không phải hôm qua thì chị nói nhẹ nhàng không quen. Mà lên TikTok chửi nó đéo cho lên clip. Được không? Tao chưa thấy đứa nào đi trốn nợ á. Tao chưa thấy đứa nào đi trốn nợ mà phải đi sang ủy quyền ủy quyền đống tài sản với cả ủy quyền đống sổ tiết kiệm cho em gái ở nhà được quyền rút về lại ngắn cả. Khổ thật sự luôn. Trốn nợ mà tao đéo thấy đứa nào đâu. Nó đòi tiền tao luôn. Đúng là Bình Thư Lê. Trốn nợ như chị chắc cả đời đứa đéo nào muốn trốn. Nhiều khi trên đời này, mấy bà, nhiều khi trên đời này mình cũng không muốn khẩu nghiệp, nhưng mà bắt buộc phải khẩu nghiệp rồi. Các bà hiểu không? Đó. Không muốn khẩu nghiệp. Sữa rửa mặt rau củ nhá. Sữa rửa mặt rau củ 535.000 giảm còn 485.000. Đó. Tôi cũng khổ lắm các bà. Tôi chưa thấy cái đứa nào chủ nợ địp mẹ mày dám tìm tôi luôn. Địp mẹ mấy đứa nợ tiền em mà cuối năm hay đăng tin lắm, địp mẹ hay đăng bài cho chủ nợ nó nghĩ mình ổn ấy. Hợp đồng cuối năm này kia chốt cái này chốt cái kia địp mẹ mày mấy trăm triệu không trả. Chị ra giàu đó, Trần Diệu Linh, em dùng xương và rau củ đúng rồi. Chị Giang Hương ơi, những cái loại đấy không được gì phải chửi. Bởi vì cuộc đời mà trăm hoa buôn nở, cho nó táp mình, mà mình cứ táp lại mất thời gian lắm. Nhưng mà sức chịu đựng con người nó có giới hạn, chị hiểu không? Tự dưng một ngày em vui quá, nó lại quá tay ra. Em vui quá thì nó quá tay, chị hiểu không? Được chứ chị, ủ môi chị dùng được chứ chị Lan Hương. Đéo hiểu có cái án gì, đúng là cái bọn thất học, giống y con trong tù. Đéo hiểu có cái án lồn gì luôn. Địt mẹ, đúng là cái bọn không được đi học. Nếu mà địt mẹ mà có án thì tao đố chúng mày di rời nơi cư trú luôn. Địt mẹ mày có án ấy, nó xích con mẹ mày rồi, nó xích như con mẹ chúng mày trong tù rồi. Chị ở Mỹ mua hàng thủ ô bắt buộc phải gửi từ Việt Nam sang chị ơi. Thuốc bổ trứng có chị. Thuốc bổ trứng có nhá chị. 650.000 chị lò thu hương em mang sang đây 2 hộp chưa uống. Đã bảo rồi, những cái đứa mà không được đi học á, không được dạy dỗ á, hay nghe hơi nổi trọ á, có án đi thì phải giống như con ngồi trong tù á. Đó, đấy mới gọi là có án. Còn có án mà người ta á, người ta đi lượn trong nước Nam ngoài nước đấy, người ta lượn du lịch khắp muôn nơi. Đó. Người ta đi chơi khắp muôn nơi. Xong rồi là người ta đi tận xa tận Mỹ. Mà Mỹ là đất nước dễ đi nhất thế giới. Mỹ là đất nước dễ đi nhất thế giới luôn. Dễ xin visa nhất thế giới luôn. Đã bảo rồi, nói chuyện với bọn ngu ngội mệt lắm. Không ơi đâu. Kệ mẹ chúng nó, coi chúng nó như kiểu một gia vị cuộc đời. Chứ nó vui. Đúng rồi, visa Mỹ dễ xin lắm em. Quốc tịch nước ngoài còn đéo xin được visa Mỹ để mà trốn. Trốn mẹ thẳng vào tù. Kêu hoài. Thank you.
Em ơi, các chị này, có làm nail ở bên này ấy, hay là có làm nail bất kỳ nước nào đó, người ta cũng là lao động chân chính. Có bán mắm tôm thì cũng là chân chính. Có bán mắm tôm thì cũng là chân chính nha. Sợ nhất mấy cái đứa bán đồ phong thủy ấy. Các chị biết chuyện gì không? Có những đứa bán đồ phong thủy ấy, là toàn nhập đồ Trung Quốc. Đồ Trung Quốc xong là chả có cái trình độ con cặc gì. Xong đòi yểm, đòi chấn, đòi trì chú. Cái mỏ lồn ấy, suốt là đi táp lồn thiên hạ thì trì chú được cho ai? Những đứa nào ngu ấy mới mua mấy cái đồ phong thủy của nó. Tại vì em nói thật các chị này, đéo có thầy bà nào mà mồm như mồm lồn trên mạng cả. Đúng chưa? Các bà cũng đi tôn thờ một thằng bán phong thủy mồm như mồm lồn, tát lồn uống hành kinh của đàn bà để sống. Bao năm tháng đéo quen đéo biết. Đi mày em lúc thì nhận là người quen, lúc là người thân. Quen biết cái con cặc gì. Đổ má quen thân bức hình không có mà bảo quen. Bị chửi cho thì bảo bắt đầu quay ra tát lồn mình. Đi mẹ ba cái thứ đồ Trung Quốc của nó ấy. Có chấn có yểm ấy, chỉ có đi mẹ mày làm cho tiêu ra bại sản. Những cái loại vô đạo đức đấy ấy, tất cả những đồ mà nó có chấn có yểm cho ai ấy, thì đi mẹ mày cái đứa nào mà mua của nó thì cũng tiêu ra bại sản mà thôi. Các bác hiểu vấn đề không? Các chị đi mua cái đồ phong thủy hoặc đi xem á, thì cứ nhìn cái Facebook của người ta. Ha, những cái người ấy mà người ta có đạo đức ấy, người ta mà đi làm những cái đồ phong thủy cho người khác, người ta rất chi là tiết kiệm lời nói trên mạng xã hội. Cái thứ hai, người ta có một cuộc sống rất bình an. Người thầy người ta bình an thì cái việc người ta truyền cho mình cái năng lượng tích cực nó mới đem lại được hiệu quả. Hiểu chưa? Nên ý, tại sao em bảo em đi cái cô Yến phong thủy mười mấy năm nha. Em đi cô Yến phong thủy mười mấy năm bởi vì cô ấy rất là nghèo. Cô ấy rất là nghèo. Cuộc sống cô rất là nghèo. Cô ấy chỉ xem cho mọi người. Gieo duyên hữu duyên, xem phí rất rẻ. Cô luôn khuyên mọi người là không nên tham sân si. Cô bảo rằng là có chấn cái gì, có yểm cái gì mà con người mình tham sân si ấy, thì mình cũng không bao giờ có được. Chứ phải tự dưng một con người em ấy mà không ra tay sát một ai đó đâu. Em ngộ ra nhiều điều nên mới để nó ngồi nói đến bây giờ. Chứ còn nếu như em tham sân si ấy, thì em nghĩ nó nằm xe lăn rồi đấy. Nhưng cái tính em này, em đã đưa ra một cái lời hứa. Mình sẽ không ra tay nữa. Là không ra tay. Nên cứ để cho nó nói. Nó sẽ giống con mẹ nó. Nó chửi đến mình, tất cả những cái đứa nó đều sẽ có quả báo hết. Nó cứ đụng hết người này người kia, nó thấy nói ai cũng được. Nhưng rồi đến một ngày, ông trời sẽ phái một người xử lý nó. Như chúng nó cơ bản là xử lý em ý. Chúng nó tưởng chúng xử lý em không phải đâu. Chẳng qua em không thích phiền toái, không thích sắc xối. Vấn đề là gì? Em cần phải hưởng thụ số tiền em kiếm được. Các chị hiểu không? Cuộc sống của em bây giờ em phải tiêu tiền, em phải hưởng thụ, em phải lo cho các em ăn học. Chứ còn cái thể loại ấy, mồm lồn lên trên mạng tát hết người người kia, chuyện gì cũng cho cái mỏ lồn vào, xong mà bảo là bán đồ phong thủy để trấn yểm cho người ta buôn bán ấy. Ai tin? Chỉ có lũ ngu mới mua của những loại thầy đó nha. Còn những người làm về phong thủy ấy, người ta gọi gì? Thiên cơ bất khả lộ. Người ta biết, người ta cũng không nói. Người ta có xem cho mình, người ta biết mười mươi là mình chuẩn bị gặp chuyện, người ta cũng sẽ không nói. Người ta sẽ có những cái tín hiệu một cách, đấy gọi gì nhỉ? Thiên cơ bất khả lộ, là không được phép cho người khác biết thì mới nói ấy ha. Cái này là toner, cái này là toner. Đề toner. Nên rằng là cuộc sống ấy nha, sống ở đời nó là hậu vận. Chúng nói hoài, nó là hoài. Nhưng cuộc đời của em ấy, đấy, lại mới mua miếng đất các chị nhé. Đang làm thủ tục mua miếng đất, nhưng nó chuẩn bị, nó sang tây các chị nhé. Đấy, lại chuẩn bị mua miếng đất. Có 700 mấy chục mét vuông thôi, không mua nhiều. Cũng không cần phải báo với bố con thằng nào cả. Kêu em khu ổ chuột, kêu em đi trốn nợ. Đi mẹ em ấy thử tìm cả cái Việt Nam này, đứa nó bảo tao nợ nó tìm, tao đánh chết mẹ em ấy luôn.
Ý, mẹ mày tao tu tập thì để cho tao tu, nhưng nếu như mà nó phạm đến đúng cái cỡ mà không tu được, bố mày là người phàm luôn. Có người comment bảo nó: em mua vòng trầm bên anh giờ em bể nợ rồi bờ lốc luôn. Cái đấy em thật là cũng không thể trách nó được. Cái này là phải nói đúng. Mình có bể nợ, đừng bao giờ trách cái thằng phong thủy. Mình phải trách bản thân mình trước. Là mình quá tin tưởng nó. Cái đồ phong thủy, cái đồ trấn ấy, nó chỉ là một cái để cho mọi người ha, để cho chúng ta có một cái đức tin và chúng ta có một cái niềm nhớ. Ví dụ như em tại sao mà chị tâm linh đá gì chị tặng cho em mẹ Quan Âm, di mẹ Quan Âm lên người, tại sao chị ý lại tặng cho em ba cái gì? Một cái gì là trấn yểm tà ma, một cái gì là an yên, một cái gì là làm ăn sinh lời. Cái đấy nó không có là thần thánh gì cả, đơn giản là khi mình đeo nó lên người, mình nhớ cái người trì chú cho mình cái đó, người ta muốn đưa đến cho mình cái năng lượng tích cực. Mọi người phải nhớ điều này, tất cả những cái thứ về phong thủy nó đều là một cái trong cái đức tin của mình mà thôi. Đừng đặt niềm tin vào cái gì gọi là phong thủy một cách tuyệt đối. Nó là một cái đặt lên người mình, để khi em đeo nó, em không muốn ra tay với bất kỳ ai. Em thật ai biết em khoảng 20 mấy năm trước em đâu có hiền, nhưng mà vì em có con em rồi, em tu tập. Chứ còn nếu như cái cỡ mồm đó ấy, nó rẻ lắm các chị, nó rất rẻ. Nhưng mà mình nó đã sủa như vậy, cứ để nó sủa, rồi sẽ đến một ngày nó sẽ gặp một người cho nó cái trả giá. Nên rằng là ở đời ấy, khi mình gặp một, tại sao mà em gặp rất nhiều những chuyện này chuyện kia mà em đều gọi là vượt qua một cách rất suôn sẻ. Ở đời người ta gọi là gì? Sống có đức mọc sức mà ăn. Sống có đức là mọc sức mà ăn. Nên chúng nó có rủa xả cỡ nào thì cuộc đời em nó chỉ có tiến lên, không bao giờ đi xuống. Ôi trời ơi, nói thật ra mọi người, em chưa bao giờ khoe khoang là nhà chồng em như thế nào, toàn là chúng nó tự mô ly phê. Chưa bao giờ em nói là chồng em giàu có hay cái gì cả. Chưa bao giờ mồm em nói chồng em giàu có. Người ta gọi là gì? Sống cuộc đời là tế nhị. Nha. Cái thứ hai ấy, em là một người sống rất bình tĩnh trong mọi chuyện. Ví dụ như em ở Việt Nam, em có rất nhiều nơi nhà cho thuê cứ to, nhưng em không ở. Em chỉ ở cái nhà chung cư có mấy tỷ thôi. Đơn giản mục đích của em là gần trung tâm đi nhậu. Em ở cái nơi nó gần quán bún đậu để em đi nhậu với cả là hai mẹ con. Hai mẹ con chỉ ở một cái nhà như vậy là đủ rồi. Không việc gì mà mình phải ở một cái nhà quá to để làm gì, tốn tiền để khoe với ai. Những thứ em có em chưa cần phải báo với ai, nhưng mà chắc chắn những đứa nào mà làm việc với em về chuyện mua bán nhà cửa đất đai là một. Những ai mà làm ở các ngân hàng mà em gửi tiền là hai. Là biết em thế nào rồi. Đến bảo vệ các ngân hàng ấy, mà thấy em đi cái xe cúp đến ấy, mà đến chi nhánh, giám đốc chi nhánh xuống đóng 4:45 vứt cái xe cúp đấy còn đi lên làm việc được. Người ta phải khách hàng cỡ nào rồi. Tại vì có những thời điểm em vậy rất là gấp, rất là trễ giờ, nhưng em phải đến cái em mà không tầm 4:45 mới qua được. Là người ta phải cử nhân viên chờ mình. Có khi trưởng chi nhánh cũng chờ. Đơn giản này là mình là một khách hàng tiềm năng. Mình có dòng tiền ổn định, mình gửi tiền ổn định, mình không có phải là cái đứa gọi là phải đi giật ngược giật xuôi làm gì cả ha. Còn đừng, nếu như các bạn có bị sập tiệm hay bị làm cái gì bạn không thành công thì cũng đừng chửi cái thằng phong thủy, đừng chửi thằng con nào bán phong thủy cho mình. Phải xem mình trước. Bản chất nếu như mà mình lười làm là một, mình ham đớp là hai, ham ngủ là ba, và mình lại cứ ước mơ là đeo cái vòng đấy là để giàu, không có đâu. Đeo giàu được ý thì nó đã đéo phải ngồi nó bán ra giả như vậy nhé. Nếu mà để giàu được thì nó đã không cần phải ngồi để mà bán từng cái vòng trầm cho các bạn. Ví dụ như em này, em cũng phải đứng đây em bán từng cái lọ toner cho các chị, đúng chưa? Từng cái lọ tinh chất trắng da mờ thâm nám, đúng chưa? Từng cái lọ kem dưỡng em cũng phải bán hàng, ai cũng cần phải bán hàng, chúng ta đều có công việc. Em bán từng mâm bún đậu cho các chị, đúng chưa?
Nếu mà đeo những cái thứ phong thủy lên người, đặt những thứ phong thủy trong nhà mà giàu được thì đã không có những đứa nhảy lầu vỡ nợ. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu về phong thủy, ví dụ em là người mệnh hỏa, em hợp mặc màu gì thì chính xác, cái này là đúng. Mình mệnh gì, mình mặc những cái màu tương sinh với cái mệnh của mình, thì khi mình đi làm việc, người ngợ mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó cũng không bị stress hơn. Ví dụ mình mệnh hỏa, mình nằm cái giường, cái nệm, mình phải nằm màu xám, màu nâu, nâu lạnh, màu nâu đất, để cho cái cơ thể mình nó nhẹ nhàng. Cái này là đúng. Mình phải để móng tay vuông, cung mệnh của mình là mình phải để móng tay vuông, sơn móng đỏ, nó là như vậy. Có những người phải để móng tay nhọn, rồi có những người là đầu giường phải đặt hướng nào, bếp phải đặt hướng nào, cái đấy là đúng. Đấy là cái bổ trợ âm dương và bát quái để giúp cho mình tốt hơn. Nhưng nếu như bản thân mình không là người tinh tường, là người lường trước được hoặc là tính toán được những cái sự cố sai phạm cao nhất để mình tránh được, thì mình vẫn thất bại như thường. Nhưng mà em chỉ nói này, các chị mà đi mua đồ phong thủy ấy, mà mua của cái loại bán ấy mồm như mồm lồn, suốt ngày đi táp trên mạng xã hội ấy, đéo bao giờ có phước. Tại vì ấy, cái này nó là rõ ràng, năng lượng tích cực truyền đến cho bạn, nó phải từ những người tích cực bạn mới đem lại tích cực, đúng chưa? Các chị xem em, những lúc em chửi bệnh, em đang xì chết, các chị đừng xem đi, bởi vì nghe con đĩ chắc nó chửi bệnh đau đầu quá à, làm việc không có được, con đĩ này điên, đừng xem. Nhưng những lúc em chia sẻ về cuộc sống gia đình, về sự chịu đựng, sự vượt qua, sự nỗ lực của em, các chị nên nghe. Để các chị gì thấy mình trong đó, thấy mình ở những cái trạng thái mình đã từng rất vất vả như con Trang Khảm, rồi bây giờ cuộc sống của nó, chồng nó cũng thương, mẹ chồng nó cũng thương, nó cũng đầy đủ mọi thứ, không phải quá giàu nhưng mà cũng đéo thiếu, thì các chị thấy em là một động lực. Động lực là gì? Động lực của sự nỗ lực. Các chị sẽ thấy em ok hơn, nhìn em ở góc độ đó thì sẽ ok hơn. Còn các chị gặp một đứa ngày đéo nào nó cũng chửi thì các chị có thích xem không? Không. Chắc chắn em xưa giờ em vẫn chửi, nhưng không phải tự dưng em chửi. Ai xem em nhiều năm sẽ biết em không bao giờ tự dưng chửi ai. Nhưng em luôn mong muốn các chị, và em luôn nói các chị rằng đừng xem em lúc em cáu giận, nó sẽ làm cho các chị mệt mỏi. Nhưng lúc nào em tưng tửng, em vui, các chị xem ok. Và em khẳng định các chị luôn, các chị hàng ngày xung quanh, các chị chơi với những đứa nó đem năng lượng tiêu cực thì các chị sẽ tiêu cực. Ví dụ các chị chơi với những đứa, những cái đứa mà thứ nhất lười làm, ham ngủ, thích lừa đảo, thích mượn tiền, mượn đầu này đắt đầu kia, những đứa đấy là nó làm cho các chị rất mệt luôn. Tại vì lúc đéo là mình ở trạng thái đầu uống má, nó có mượn tiền mình không, hôm nay đi chơi đi ăn uống cà phê với nó có mượn tiền mình không, đầu uống má nó có mượn mình không, đúng không? Đúng chưa? Tôi nói đúng chưa? Đó, nếu như các chị chơi với những cái đứa mà nó đi làm bồ nhí đi, nó cặp bồ, ví dụ chẳng may nó yêu phải người có gia đình, nhưng cái đứa đấy nó biết thân biết phận, nó im lặng, nó chỉ biết yêu trong cuộc đời của nó thôi, nó không tranh giành với chính thức, nó đi với mình nó cũng không kể gì nhiều, mình chỉ thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng bình thường đi qua, ok xong mình vẫn thấy nó ok. Nhưng các chị mà chơi với những con giật chồng, những cái con giật chồng mà nó còn manh nha lên kế hoạch để lật đổ chính thức, chơi với mấy con đĩ lồn đấy mệt lắm, đéo biết ngày nào mình bị đánh ghen nhầm là phải té ngay. Mấy con đĩ giật chồng người ta mà còn muốn giật cả cái bà chấn thất thì đổ xuống đi, mẹ mày té luôn đấy các chị nhá. Mấy con đĩ đấy là phải tránh xa, bởi vì đéo biết ngày nào đang ngồi với nó đi, mẹ bị đánh cho tung mỏ đầu mỏ mỏ chó vì cái tội đi chơi với con giật chồng, chết luôn, đúng chưa? Cho nên ví dụ bạn ở với những cái đứa nó chịu khó livestream bán hàng, nó chịu khó đi lấy hàng, chịu khó nhặt hàng, nó chịu khó bán hàng từng cái này từng cái kia, tự dưng mình thấy ụt đi mẹ con này nó nghèo mà nó chịu khó thế nhỉ, nó bán từ cái rổ rẻ rẻ rách nó cũng bán, ừ con này bán từ chai sữa rửa mặt, nó bán từ đánh răng, cái đéo gì nó cũng bán, nó có tiền nó vẫn bán. Thì các chị học em điều gì ạ? Là học em ở điểm này này, mặc dù em có điều kiện kinh tế tốt, có thể tốt hơn một số chị đang xem đây, nhưng em vẫn lao động. Em sang đây em không cần làm nhưng em vẫn lao động, bởi vì em không muốn, em là một người thứ nhất mình không làm việc mỗi ngày, con người mình nó tụt xuống, cái tinh thần mình nó trì trệ, các chị nó trì trệ, nó trì trệ, nó trì xuống thế này, tự dưng mình thấy mình vô dụng, mình vô dụng, mình đâu có tiếng nói gì, mình đâu có sự tự tin, mình mất đi sự tự tin với chồng mình mất con mẹ luôn rồi. Thế là thôi mình tèo, mình phèo, chính mình phèo trước. Ừ, chị mặc áo bị ngược, đúng rồi chị biết mà, chị mặc áo ngược, đúng rồi mặc áo ngược. Thì em đang muốn đưa đến cho các chị một cái tinh thần rằng như này, các chị đi đi chùa
ông thầy chùa nào mà hay sân si thì té luôn. Ông thầy chùa nào mà hay ngồi nói sân si, chuyện này chuyện nọ ngoài đời xã hội, té luôn, không đi cùng. Những người nào mà bán những cái đồ về tâm linh ấy, mà chị các chị thấy Facebook người ta ấy, là nay chửi người này mai chửi người kia nhé, các chị cũng té luôn cho em. Tại vì những người đấy ấy, cái năng lượng gọi là âm trì trong người họ, những thứ âm trì trong người họ, cái năng lượng tiêu cực trong người họ, cái năng lượng sân si trong người họ, nó sẽ truyền mẹ nó vào những cái đồ phong thủy đấy. Chị thỉnh những cái đồ phong thủy của những cái đứa mang gọi là cái âm hộ chị dậu đấy thì đi mẹ mày làm sao mình làm ăn thất lên được, đúng chưa? Các chị thỉnh thì các chị cứ sợ tâm linh đá gì, một con người không sân si, thiện tâm, rất hiền tâm, và người ta rất hoan hỉ mọi chuyện. Người ta đi làm phước, rằm mùng một người ta buôn bán không được bao nhiêu, người ta cũng đi 300 phần cơm, 300 phần mì tặng cho người nghèo, rồi gạo, rồi đi phò thả cá phóng sinh. Người ta phát tâm thiện nguyện bao nhiêu năm trời, tự dưng rồi lâu lâu người ta bán những cái gì, người ta gọi là trì chú gì xong rồi người ta cho các chị thỉnh lại với giá rất là mềm. Một tuần, hai tuần người ta làm một lần sẽ có một món. Có phải là chúng ta nhìn cái người làm về phong thủy, về tâm linh, người ta không tham sân si thì mình phải nhận được cái năng lượng tích cực từ người ta cho mình không? Còn cái loại mà cái lên mạng cào lồn ăn vã thì cái loại đấy nó chỉ đưa đến cho các chị những cái năng lượng tiêu cực. Các chị mua những cái đồ của chúng nó ấy, là chỉ rước những cái phiền toái vào người mà thôi. Xong mình phiền toái ấy thì mình đéo làm được cái gì cả. Đó. Nên là em mới nói các chị ấy, cái này là phải nói đúng. Còn các chị làm ăn không được thì cũng đừng đổ tội cho nó. Chỉ là với về tâm linh, em sẽ không gần những đứa phiền toái sức đầu. Các chị thấy đấy, cuộc sống của em có chị đâu, theo dõi em là sẽ biết này, em không gây sự với chúng nó bao giờ. Nhưng mà nếu bảo chúng nó vô Facebook em mà chửi em thì đéo bao giờ em nhịn. Em đéo bao giờ nhịn những cái đứa nào nó vào gây sự với em. Đó là nguyên tắc. Còn em không bao giờ rảnh đi vào Facebook bố con thằng nào chó khô mèo lạc không quen không biết để chửi nhau. Còn chúng mày vô nhà tao, chúng mày chiến đấu với tao thì địp mẹ mày tao tiếp chiêu chúng mày mà thôi. Đúng chưa? Thực tế là em đã tu tập rất nhiều rồi. Nếu như em mà là cái tính nết của em của 20 năm trước thì em nói thật các chị ấy, nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà sau này em được, em gần cái bà tâm linh đá gì đấy, đấy. Bà đó chính là bà ấy đã nói với em rất nhiều. Bà ấy dành rất nhiều thời gian để khuyên bảo em nha. Chị Hà tâm linh đá gì đấy dành rất nhiều thời gian khuyên bảo em. Chị khuyên bảo em, ví dụ như hôm vừa rồi em đi Mỹ, chị ơi cái chai Dr. Peptide này có 50ml và 100ml như chị Hải Uyên chưa? 50ml ha, 50ml là 680.000, 105ml nó sẽ là 1.050.000 nha. Chị mua chai lớn hay chai nhỏ đều được. Đó, mày không phải tát đâu Trần Thế Phong, tao thách cả họ nó vào đây comment. Tao thách cả họ nó vào đây comment. Nói cho mày dễ nhá. Tao nói mày nghe này, cái gì nó cũng sẽ có những giới hạn thôi. Còn một khi ấy, mà vượt qua giới hạn của tao ấy, tao xin là sám hối luôn. Cho nên anh, ở đời ấy, cái gì nó cũng phải có cái nấc giới hạn. Nhưng một khi mà cái nấc mà tao đã không thích rồi ấy, thì lúc đó hơi mệt. Chẳng qua là bà Hà suốt ngày bà bảo là thôi Trang, em đừng có tham sân si làm gì, em phải tập trung cho con, kệ chúng nó, em nó nói thì khẩu nghiệp nó nhận hận vào người chúng nó, em sao thì những người xung quanh em biết, hiển nhiên là như vậy. Chứ còn ở đời này đéo ai sợ ai cả đâu. Tao nhất là tao có tiền tao lại càng đéo sợ. Nhưng đừng nghĩ rằng là hết lần này đến lần khác. Nhưng một khi ấy, nó vào cái khóc rồi ấy, thì lúc đấy ấy, cũng mệt. Cũng mệt thôi. Một khi mà đã phải sám hối rồi thì cũng mệt. Có hiểu không?
Nên là ở đời ấy, trong cuộc đời này, mỗi người nó sẽ có một cái quãng, hiểu chưa? Nên là em là một cái người này sẽ luôn luôn có sự nhẫn nại đến một độ nhất định ha. Nhưng mà không sao, em thì cũng ngồi để xem thôi, ngồi để xem là trình nó đến đâu. Dưỡng thể, nói chung sang bên này phải dưỡng thể các bác. Ở đời ấy, những đứa mà cứ sân si mà tát em hoài, các chị để ý rồi. Đàn bà thì không chồng, đàn ông thì bất hạnh, để làm gì đâu. Tìm hoài, đàn bà là người ta phải có chỗ nương tựa. Chả nương tựa được ai, xong bắt đầu bịa đặt, nói đủ trò, thêu dệt, thệ mẹ người ta đồng ý luôn. Nói chung là nó cũng dễ dàng lắm các chị. Đúng rồi, sắp chóng vào lũy rồi em. Thôi, dưỡng thể xong đi đây. Đấy, đi mẹ, dưỡng sắp hết một rồi đó. Không chị, mới có 10 giờ chị. Cái hạnh phúc nhất của một người phụ nữ ấy, là có một người để nương tựa. Ai có may mắn, có phước phần sẽ có người để nương tựa. Còn những chị nào không may mắn phải gánh vác một mình, đó là một cái chúng ta rất thiệt thòi. Em thì luôn mong muốn tất cả chị em phụ nữ chúng ta đều có những cái gọi là những cái sự vun đắp đầy đủ. Ai giác ngộ sớm. Ngày xưa em cũng khổ nghiệp lắm các chị. Em cả Louis nhà em ấy đi mẹ nó cũng gọi là chửi nhau lên bờ xuống ruộng. Chị tưởng là bọn em lúc trẻ trâu cũng chửi nhau lên bờ xuống ruộng rồi, chứ không phải được như bây giờ đâu. Nhưng mà cuộc sống em biết tu, em biết tu tập, thì em được một người chồng, người ta gọi là quay đầu là bờ. Chứ còn một cái đứa mỏ hỗn như em ấy, nếu em không tu tập, em nói thật các chị, không bao giờ đạt được cuộc sống hôm nay. Hôm nay em phải khẳng định nhé, là đến cái nấc này em đã rất là viên mãn rồi. Giàu thì không phải quá giàu, nhưng mà đéo bao giờ thiếu nhá. Tài sản chỉ có tịnh tiến đi lên, không thể đi xuống. Chỉ là mình muốn giàu thêm hay không thôi. Bởi vì các chị biết rồi, cuộc sống kinh doanh của em nó cứ đều như vậy. Bây giờ nhân viên em mấy ngày, khoảng mười mấy ngày nay em sang Mỹ, chốt hàng không kịp, chốt đơn không kịp luôn. Mọi người quan tâm và yêu thương quá nhiều, sợ em sang đây em bám chồng, bị chồng đuổi về. Quá trời luôn. Tiếp trắng ra 360.000. Mọi người sợ em, thương em, sang đây sợ ăn bám chồng, chồng đuổi về. Mua hàng em quá trời luôn. Nên là gì? Thôi, em nghĩ rằng nó là một cái hạnh. Bắt buộc cuộc sống của em phải vượt qua cái hạnh này. Đó là cái hạnh chịu đựng. Để em không khẩu nghiệp, không đi đánh người nữa. Các chị ạ, nha. Chính cái giai đoạn là khoảng 1 năm rưỡi, 2 năm trở lại đây, em bắt đầu giác ngộ rất nhiều. Nên là em không có ra tay địt mẹ mày với bố con thằng nào hết. Bởi vì sao? Đến cái đoạn mình giác ngộ được, mình hiểu được rồi, thì mình phải tu tập, chiêm nghiệm, để mình không gây ra những tác hại cho người khác. Nhưng rồi là gì? Để làm gì? Thì đổi lại, mình sẽ có một cuộc sống viên mãn. Các chị biết rồi. Ít mẹ. Em ví dụ như em bảo em đi đầu tư ấy. Em đi đầu tư diện sang Mỹ 2 triệu đô. Bình thường, đầu tư 2 triệu đô sang đây. Các chị có 2 triệu đô cứ đầu tư sang đây. Rồi làm quốc tịch, đơn giản. Nhưng mà cô đơn cô cõi, không có người bên cạnh. Bạn bè cũng đông đấy, em bạn bè đông. Nhưng mà rồi sao? Rồi thế nào? Đêm về vò võ một mình ở trong căn nhà trắng này, trong căn nhà trống lặng này. Em sống ở Việt Nam một mình với con em. Bây giờ là lúc
Em tu tập, ai nói gì cũng được, bịt mẹ mày tức chửi vài câu xong. Nhưng em đã có một cái lời thề và một lời hứa, không ra tay với ai. Thế thôi. Còn em chắc chắn là những cái người đã từng biết em thì cũng biết em thế nào. Coi như nó là một cái... Chị hay cầm điện thoại quay clip như vậy, mẹ chồng chị có thấy phiền không chị? Bữa giờ em thắc mắc. Chui vào kẹt lồn chị đi, rồi chị trả lời cho. Chúng mày bớt thắc mắc đi được không? Thủy Kim, mày chui vào kẹt lồn tao đi, rồi tao trả lời cho. Đấy, ịt mẹ mày không muốn tao chửi ấy, thì đừng hỏi những câu ngu. Chị cầm máy live stream đến mẹ chồng chị khó chịu không? Chui vào kẹt lồn chị này, chị trả lời cho. Đã bảo rồi, đừng hỏi những câu ngu. Tao chửi cho thì bảo tao khẩu nghiệp. Vâng, chị Nina Trần, giờ chị có yêu và rất yêu chị. Đã bảo rồi, có những con hỏi rất là ngu. Nếu mẹ chồng tao không thích ý, thì không có tao làm. Cho nên bớt thỏi câu ngu lại. Một người mà có trí não là phải vận dụng trí não neuron thần kinh để suy nghĩ trước khi bấm phím. Tao là người phải biết tao làm gì. Hiểu chưa? Nhỏ rảnh ghê hỏi vô xuyên. Nịp mày. Trước em làm cho anh Phong năm 2014, em nhớ câu chế nói hoài tụi bay coi giúp tao chiếc xe Vespa của tao mới sắm, mất là chết mẹ với cha tao, thanh niên đi cày cuốc rồi sau này lè với bạn. Đinh Thiên Vũ, từ 2014 đến giờ á. Ừ, bây giờ em làm gì rồi? Em thấy chị đấy bao nhiêu năm chị cũng giặc chị như vậy, đúng không? Em có hỏi thằng Phong là biết rồi. Chị giúp đỡ Phong từ những cái ngày đó. Đúng chị dám hứa. Mẹ, nếu mà ấy thì... Nếu mẹ chồng tôi không thích, mẹ chồng tôi không thích, thì làm sao mẹ chồng tôi để tôi làm? Tại sao mẹ chồng tôi lại dỗ con kiến cho tôi ngủ? Không phải là bà thích chuyện tôi la chim nhiều. Chắc chắn là bà không thích. Nhưng bà thừa biết, nếu như mà để cho tôi ngồi trong bốn bức tường, không live stream, không được nói chuyện trên mạng, không được kiếm tiền trên mạng, tôi sẽ rất xì chết. Mà khi tôi xì chết là tôi sẽ không ở Mỹ. Tôi đi luôn, tôi về luôn. Hiển nhiên mẹ chồng tôi hiểu và rất thương tôi. Vì bà cũng sang đây rồi, bà cũng sang đây 5 năm trời. Bà chăm con, bà còn có một tình yêu với con, là chăm con và lo cho con. Bà là một người mẹ tuyệt vời. Chính vì bà là một người mẹ tuyệt vời, bà mới chịu đựng được tính của tôi. Và nói đúng hơn là bà thương. Bà hiểu rằng là ở Việt Nam tôi còn có các em tôi, còn mẹ tôi. Giống như anh xã nhà tôi. Anh xã nhà tôi cũng phải lo cho gia đình, cũng nhiều gánh nặng của bên nhà nội, mình bên nhà ngoại. Nhưng mà hai người rất là tôn trọng nhau về những cái câu chuyện riêng, về những khoản cho hai bên gia đình. Cho nên rằng là mẹ chồng tôi là người hiểu rõ nhất câu chuyện rằng là con dâu mình nó sống trên mạng xã hội, nó hay chửi. Nhưng quan trọng nhất mẹ chồng tôi hiểu rất rõ là tôi không bao giờ hỗn. Tôi chưa bao giờ hỗn với bất kỳ ai. Những người mà tôn trọng tôi sẽ rất tử tế. Nhưng mà đéo tôn trọng tôi thì địt mẹ mày, tôi cần hết luôn. Cho nên câu chuyện ấy, khi mẹ chồng mình thương mình và dành thời gian và tạo điều kiện để cho mình được bán hàng trên mạng đó, được live stream, được nói chuyện với mọi người, là mẹ biết mình rất là mong muốn củng cố cái việc mà kinh tế nó phải vững vàng. Thì nếu kinh tế vững vàng thì hai vợ chồng hạnh phúc, hai vợ chồng không thiếu về cơm áo gạo tiền. Cái đùng một cái đi, ví dụ gia đình bên nhà ngoại nhà em cần tiền một việc gì đó, đúng không? Ví dụ như vừa rồi, cách đây 3-4 ngày, con Nhung kêu là Trang ơi, giờ cái miếng đất đấy lên hết thổ cư đi, nó không có sang năm, cái cơ chế nó khác, cái đấy chỗ đấy nó lên quận, nó về quận 7. Nó sẽ được kéo về quận 7 nếu như mình không lên trong năm nay mà không đóng cái tiền tiền gì? Thổ cư ấy, đất thuế, đất thổ cư ấy, để lên từ cái đất gì đấy, từ cái đất gọi là
đất 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 trồng cây lâu năm ấy để lên thành thổ cư ấy, thì sang năm chưa chắc lên được. Mà mọi người biết rồi, bên khu Nhà Bè là 6 triệu một mét, mọi người lên 700 mét là 4 tỷ mấy, đúng không? Mọi người sợ biết mà, giá trị đất lên thổ cư của Nhà Bè, Phú Xuân Nhà Bè, bà sợ luôn đi, có đúng là 6 triệu một mét không? Thế 700 mét thì nó không là 4 tỷ 2 à? Có nhưng gọi điện đấy, rồi sao? Nhưng hỏi là bây giờ có lên không? Hay lên theo cơ chế 120 mét? Em suy nghĩ một đêm, em bảo thôi lên luôn đi. Ok, thế nhưng nó ra ngân hàng nó rút tiền thôi. Nó ra ngân hàng nó rút tiền. Chuyện rất đơn giản. Nên cuộc sống ấy, thế có những lúc mình cần như vậy. Nếu mình không có tiền riêng của mình, lại ở anh ơi, bây giờ cái tài sản này em muốn thế này kia. Không được. Những cái gì mình muốn độc lập của mình phải tự lo, mình đừng va chạm, đúng không? Tại vì em thật các chị, em là một người lúc mà trước khi mà qua Mỹ ấy, chồng em về ấy, là ký khước từ tài sản. Trước khi em đi Mỹ chồng em về đó ha, là khước từ tài sản. Chồng em về Việt Nam để ký khước từ toàn bộ tài sản. Em mới đi. Em đàn bà em thủ cho em trước. Bà chế yêu em tình đồng say, vài hôm nữa chế mở bún đậu cô khàn hoành tráng luôn đó. Không, sang bên này thì chị không mở bún đậu, tại vì là chị có nhiều cái việc kinh doanh hơn để kiếm ra tiền. Mở quán ăn nó rất vất vả nên là chị không mở. Nên là em không có. Đúng rồi, chị Nina Trần, chị biết tính em rồi. Chị em mình là phải có những cái điều. Chờ em tí nhé, em chuyển điện thoại ra ngoài livestream nhé. Chờ em tí. Bị bảo con Nhung, em ghim số điện thoại lên màn hình nhé chị. Không phải là em ghim, không phải là ghim này kia đâu. Em để cái biển như vậy để mọi người không bị mọi người ghim, nhưng có phải ai cũng nhìn cái màn hình ghim. Không phải ai cũng nhìn màn hình ghim đâu chị.
ta không nhìn đâu. Mình để cho người ta nhớ bị, để người ta nhớ là người ta cũng thấy là cái gì mập mờ xuống á. Vâng, anh Trần Văn Hải, anh chuyển tiền mua lóc, anh chụp cái màn hình đấy thôi, là mai bên em nhân viên chốt đơn được nhé chị anh. À giờ này bên Việt Nam mà nhân viên chốt đơn được. Đúng rồi chị Nina, chị biết tính em rồi, em không bao giờ ngồi yên. Nên là chồng em bảo là đáng nhẽ cái phòng ngủ này là hai vợ chồng ngủ. Nhưng mà chồng em bảo này này, sau cái hôm mà chị Trần Diệu Linh chị mua, chị cứ nhắn tin vào cái page đang livestream được rồi chị. Chồng em bảo là thôi em cần livestream thì em để cái phòng lớn này em livestream. Ít nữa em muốn để hàng hóa ấy. Em muốn để hàng hóa thì em nhập về em để trong phòng này cũng được. Hàng hóa livestream của em nhập em để trên này cũng được. Hai vợ chồng sang phòng nhỏ bên kia để ngủ. Vì là chồng em bảo rằng là anh không chờ em livestream được mà nhắc em sang ngủ thì nhiều khi thành cãi nhau. Lúc nào em muốn sang ngủ thì em sang. Thì hiển nhiên là chồng em cũng phải nhịn em. Tại vì mọi người biết sao không? Chồng em thường là người nhịn em. Em nghĩ là em cũng nói với Louis là gì? Mẹ kiếp trước ông nợ tôi cái đéo gì, chắc kiếp trước ông hiếp tôi sao, đồ má kiếp này ông nợ tôi sao mà ông cứ nhịn nhường tôi hoài. Bạn bè em cũng nói vậy, bạn em bảo là mày vừa phải thôi Trang. Mày nó nhịn mày bao nhiêu năm rồi? Mày phải biết đường chứ. Nếu theo dõi chị Trang sẽ biết chị Trang bán mỹ phẩm thực phẩm chức năng trước khi nó mất kính, đúng rồi. À giờ chị vẫn đang nuôi các cụ em Phương Washington. Thế là tôi bây giờ hai vợ chồng hết cả home lớp để đấy. Ông ấy bảo là em ơi cần dùng cái tivi không, một chật không, anh treo tivi lên tường cho em. Cái tủ này cần dùng không, đến bỏ luôn đi rồi anh mua cho em cái tủ livestream khác. Mình bảo thôi cái để im đấy. Nói chung là chồng em thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhiều lúc em nghĩ là em cũng là một người rất chi là rất là kiên nhẫn đấy các chị. Đúng rồi, hiếp từ kiếp trước sang kiếp này, nhưng mà chắc kiếp trước hiếp xong vứt ngoài đồng đấy, nên kiếp này phải tha lôi sang Mỹ, đúng không? Mẹ kiếp trước hiếp ngoài đồng, kiếp này tha lôi sang Mỹ. Thầy luôn, em sang đây mà không có kẹo ngủ này là toang. Kẹo ngủ nhá, kẹo ngủ. Ngậm kẹo ngủ thì mới ngủ sâu. Đó. Mọi người thấy kem body rồi nhá. Này về 100 hộp nhá. Về 100 hộp nhá mấy bà. Về kem body 100 hộp. Bà nào mua khẩn trương nhá. Bà nào mua khẩn trương mua sớm đi nhá. Kem dưỡng trắng da ấy. Không, kẹo ngủ đâu có ngủ ly bì bà. Kẹo ngủ này tôi dùng sang hộp thứ 3 rồi má ơi. Dạ vâng chị Hải Uyên Trương. Chị gửi tin nhắn có khi tí em gái em trả lời. Đúng rồi Đinh Thiên Vũ, con Tú sắp đầy chồng rồi. Đó, nè. Ngọc kẹo ngủ này nó không bị ngủ ly bì. Không ngậm nó không bị phụ thuộc vào nha. Nó là thảo dược nha. Hàm lượng của 5mg thôi nha. 5mg. Em ngậm cái này là khi nào mà em muốn ngủ sớm em sẽ ngậm. Khi nào mà em gọi là cần một giấc ngủ sâu là em sẽ ngậm cái này. Ngậm cái này ngủ sâu cỡ 5 tiếng. Ngủ rất sâu, không mệt. Thức dậy không mệt nhé. Nên là mọi người hỏi em sang đây có jet lag không? Không jet lag, giống như em đang rất buồn ngủ luôn. Có bầu là không được dùng nha chị.
Em có bầu em không dùng được cái này, chỉ không dùng cho người có bầu. Không dùng cho người có bầu. Tại vì có bầu là em phải tìm đến những cái liệu pháp. Thứ nhất là nghe nhạc thiền, nhạc Phật. Nhạc thiền, nhạc Phật. Đó. Một hộp kẹo ngủ này 250 viên, 565 nghìn. Nhậu online đi hội người theo chồng xa xứ Giang Khàn Mây Nguyễn Bà bang nào. Hộp này 250 viên, 565 nghìn. Nó là thảo dược. Lưu ý này, những chị ở vùng lạnh thì không sao, những chị ở vùng nóng như Sài Gòn, vì cái này nó là thảo dược này, nên khi mở ra này này, cái không khí nó vào, nó sẽ nở viên thuốc. Cho nên chị nào ở vùng nóng phải để hộp thuốc này ở trong ngăn mát tủ lạnh. Sau đó các chị xớt hộp này ra một cái hộp nhỏ, ví dụ 10-20 viên, dùng hết mình xớt ra tiếp nha. Vì đây là thảo dược nên nó gặp không khí nó sẽ bị nở cái viên thuốc ra. Thảo dược không chất bảo quản mà, nên là chị nào dùng cái này nhá. Khi muốn mơ về Việt Nam thì nhậu uống vô ok. Mình ở Canada đang uống một mình nghe Trang Khàn tán. Trời, nhà hiện tại còn 3 chai bia, nó không đủ phê. Đúng rồi, chị không bán kem dưỡng body ở ở ở Mỹ em ạ, tại vì có biết gì ở Mỹ đâu. Giờ mà tôi có người trợ thủ đắc lực là ở Mỹ phụ tôi bán hàng bên Mỹ thì ok, chứ còn tôi chịu, không biết tiếng Anh, không biết đường xá, không biết cái gì cả. Arizona, chị có người thân bên đấy đấy, người thân của chồng chị bên đấy. New York này, Arizona này, Houston này, Boston này, Nam Cali này, Bắc Cali này, San Francisco này, nói chung là người quen của chị ở các tiểu bang thì cũng đông lắm, nhưng mà chưa đi được đâu. Chicago, Chicago gì đấy. Arizona, chào tâm linh Đá Duy, người chị của em. Sapa lạnh không chị? Lên đến Sapa chưa chị? Ok, rách kỳ quách. Để đấy em ổn định, em sang Cali nhậu một trận tơi bời. Em bảo em hẹn mẹ chồng em rồi. Có mẹ nuôi em ở bên, mẹ nuôi chồng em bên Mỹ. Đó, có mẹ nuôi chồng em bên Mỹ. Nên là em có hẹn mẹ nuôi chồng em rồi. Là khi nào mà ổn định mọi thứ, hè, nghỉ hè, bay sang Cali chơi, mẹ chồng đi với em. Thế là mẹ chồng đi chơi ban ngày, tối mẹ chồng làm ơn giúp em trông kiến để cho em về nhậu. Em ở Forlex, Arizona, hình như là anh Lê Hoàng Long cũng chỗ đấy. Hồng Vân Trần đi Boston nhậu chị ơi. Từ từ, chỗ con kiến con chưa chắc phải chăm sự nhờ bà nội. Là thải độc gan hộp 120 viên. Đây nhá, bà nào đang xem livestream này. Nào, đây. Cặp bài trùng của tôi đây. Đây, cặp bài trùng của tôi đây. Thải độc gan này, 120 viên. Tôi sẽ sell cho các bà. Hộp 120 viên rồi. Hộp này 650 nghìn. Hôm nay bà nào xem livestream này, chụp hình vào inbox, em sẽ bán 535 nghìn. Ok chưa? 650 nghìn, 650 nghìn hộp 120 viên. Hãng này tốt lắm, đúng rồi. Uống từ trước khi đi bán thực phẩm chức năng, Phương Lê ơi. Cái hộp này bán trước khi uống thực phẩm chức năng. Ơ kìa, Trương Phú Quyên em không tìm ra Facebook Tâm Linh Đá Di, vừa vào xem đây. Em sợ Tâm Linh Đá Di. Chị hay tác Facebook đấy. Vinh cô bổ não đấy. Đó. Đây, ginkgo bổ não. Chị nào mua này, bà kia, thì bà có mua thải độc gan không? Ông Trần Hoàng Ngọc Hiếu, chụp lại nha, hôm nay tôi sale cho ông 535.000. Sáng giờ ai mua 650.000 đừng chửi em nha. Lên cơn chó điên mà, lên cơn chó điên giảm giá tí. Này, thải độc phổi này. Thải độc phổi này. Sang đây mẹ. Tự dưng thấy không khí trong lành. Chụp lại cho em nhé. Chị nhập loại dầu cá viên màu đen của hãng Squid đó đi về bán đi. Ok. Trang qua Mỹ ra mặt đẹp sáng. Cái không khí bên nó sạch mọi người.
Chị Thúy Hà ơi, thuốc chống đột quỵ thì em nói thật, phải quen dữ lắm mới mua được cái hộp, một cái loại 3 viên của Trung Quốc. Rất khó mua. Cái viên mà chống đột quỵ ấy, hình như là 2 triệu 6 một viên. Mà phải rất là quen thân mới mua được. Em còn chưa mua được cho mẹ em. À không phải nói thầm nữa, hôm nay lấy mấy bộ quần áo che mẹ cửa rồi. Có che cửa rồi. Bên Mỹ là nhà không cách âm. Này, sang bên này tự dưng thấy thừa thãi ghê mấy bà. Đầu má tức ghê. Tôi sang bên này tôi thấy thừa thãi. Tôi sang bên này tôi thấy thừa thãi má ơi. Cái An Nghiêu cung đấy, trên thị trường rất nhiều người bán An Nghiêu cung. Nhưng cái An Nghiêu cung xịn ấy không phải là cái trên thị trường bán. Đúng rồi Anna Đoàn, inbox cho tớ, có khi gần nhau mình gặp nhau đi chợ, chợ Ông Long. Đó. Đây là thải độc phổi, tự dưng sang đây thấy mình hơi lãng phí. Tại vì viên thải độc phổi bên này, cái vùng đất này của tôi ở rất là trong lành. Chị Trần Diệu Linh ơi, khó mua lắm chị. Cái An Ngưu Cung, cái mà xịn ấy là cái hộp đỏ. Ông Long là thân với tớ ấy. Chiều mai gặp nhau không, 3:30 chiều mai ở Ông Long. Tôi đi ra mua con gà về, tôi nấu miến măng gà, đi không? Anna Đoàn, đi không? Sang Mỹ mà vẫn đem đồ của Úc Hà Trang. Ôi trời, chị ơi, học ngu như em phải mang theo chị. Đủ má dân nhậu như em cũng mang cặp này chết con mẹ em luôn. Em biết bên Mỹ rất nhiều đồ tốt, nhưng mà vì em từ từ phải ngâm cứu chị. Trong lúc ngâm cứu em phải uống đồ Úc của em chứ chị. Trời ơi, em có quay clip đấy, bên chỗ bang chồng em không khí trong lành lắm. Ở thì con mụ Anna Đoàn nó có đi không? Có đi ra chợ Ông Long không? Là bạn thân với tớ. Mày mày bảo nó, ông đấy đi bán cho tao à, 2 đồng một tí ngò đắt quá mà tao vẫn phải ăn đấy. Tao nấu miến măng gà tao có ngò tao chết. Cách 1 tiếng thì mày phi lên. Thế hôm nào phi lên nhắn nhá. Thứ sáu tuần nào cũng đi mua đấy. Mai ra chắc làm tí lòng lợn nhỉ. Về làm bún đậu mắm tôm. Cái vùng này á, không khí trong lành lắm, thích lắm. Tự dưng thích cái vùng này vô cùng. Nó giống như ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ấy. Đi mẹ cái tính ồn ào như chợ vỡ ấy. Tự dưng được ở một cái vùng yên tĩnh này thấy thích nhá. Ban đầu em nghĩ rằng là em phải hợp với những cái nơi ồn ào, có người này người kia, nhưng không phải. Sang đây tự dưng thấy không khí nó trong lành, mọi thứ nó yên tĩnh, tự dưng mình thấy thích. Mùa hè lên nhà tôi cắt rau về ăn không thiếu thứ gì. Dạ con lại mẹ. Mùa hè thì vườn nhà con cũng đầy. Có cái vườn cái kìa, đang lạnh sun lờ ra, cây cối chết hết rồi. Làm thử thách ăn bún đậu lòng cô Khả bên Mỹ đi. Chắc cũng nên làm ha. Đi mẹ đéo biết lòng lợn ngày mai là bán đắt không. Vì các bà mấy cái clip câu view đổ má, mua đĩa lòng mẹ có khi 50 đô. Có, chồng em có ở Los Angeles một thời gian. Vâng chị Thắm Hoàng. Ok chị, dưỡng da và thải độc gan, ok chị mình. Địt mẹ mai lại đi làm đĩa lòng lợn, địt mẹ lại 50 đồng. Úi địt mẹ đắt lắm, lòi kèn, ôi dồi, có khi là 50 đồng không? Hay 20 đồng thôi nhỉ? Mẹ đĩa lòng lợn mà 50 đồng thì chua nhỉ? Ăn mắm tôm cũng xin là khắm lắm lắm. Chị bán online bên Mỹ đi. Có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu mà bán. Chị hỏi mua rồi trường có đó chị, tiệm thịt chó đéo rón hồi trường rồi trường bên này đâu. Biết nó làm cái tiết gì sợ lắm. Nói đến bún đậu em ở bên Úc thèm chế ơi. Không có làm bún đậu làm mắm tôm bán tôi lại các bà. Các bà về Việt Nam mua mắm tôm nhà tôi sang mà làm. Mẹ đậu bên này rõ là đắt. 4 đô một bìa bé tí, 4 đô, 4 đô, 4 đô la. Trời thần. Dưỡng trắng da thích nhau. Mọi người thấy thích không? Cái chai dưỡng trắng da thích không? 360 nghìn. Trên Taobao là bán 560 nghìn đấy nhá.
Này, 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 này. Tìm được Facebook Tâm Linh Đà Di chưa? Không, bên bếp các cô biết thịt quay hay gọi là dồi trừ, nhưng tiếc Bắc mình là gọi là kiểu dạ con. Đấy gọi là dạ dày. Đấy gọi là dạ dày bà ơi. Em chào chị Angel Nguyễn. Chắc mai ra làm đứa nào thả phẫn nộ đấy. Mày bị điên à? Tao đang tâm sự nhẹ nhàng mày thả phẫn nộ cái đéo gì, thằng con cắc kia. Ít mà em mày. Mày đi làm con bà em kiếm tiền để mày thả phẫn nộ tao mày. Thằng lầu địt mà em đang vui. Ồ, Mây Nguyễn muốn thử thách Trang Khàn Đô mấy chai tớ đô thùng nha. Ừ. Bạn nói thùng thùng Việt Nam hay thùng Mỹ? Thùng Mỹ bên này có 12 chai. Bạn đang nói thùng gì bạn Mây? Tôi rất thích những lời thử thách bạn ạ. Gì chứ, tôi rất thích thử thách. Ừ. Mà thử thách với rượu bia là tôi thích lắm luôn. Địt mẹ sang Mỹ sướng nhất cuộc đời đều có rượu giả. Nào, bây giờ là bà cái tiểu bang nào mà nói tôi nghe? Canada phải không? Canada phải không? Đợi đó, hè tôi sang. Thành phố Canada thì không biết là cái gì. Tôi có đứa em Julie Trần. Ừ. Julie Trần, em tôi giảm được 31 cân sống vào của Canada. Và Hạ My Nguyễn, chị yêu của tôi, lấy chồng thiếu gia ở Canada. Đẹp gái như giấc mộng. Tôi sang đó tôi có chỗ ăn trực nằm chờ. À, thùng 28 chai mà chai bao nhiêu mil? Bạn ơi, bạn chai bạn bao nhiêu mil? Tôi đã xem chai bia bên Việt Nam rồi. Chai bia bên Mỹ nhỏ lắm. Nào, bạn bia gì? Bao nhiêu độ? Ấy, riêng mà về cái chuyện mà gọi là thử thách với nhau ấy thì tôi lại phải hỏi rất kỹ. À, chết mất, tôi đụng độ với bé Trang rồi, bé tiễn tôi đi 2 ngày mới tỉnh. Ừ. Thùng Heliken bên Mỹ 24-28 chai. Ừ. Chị Tina Nguyễn, chị có thể giúp em inbox cho Mai Nguyễn, báo cho Mai Nguyễn xem là đô em bao nhiêu. Đô em là uống đến khi nào chồng gọi về trịch thì mới say. À, cảm ơn anh Hiệp Khánh, em Trang hạnh phúc viên mãn với gia đình đoàn tụ. Dạ, cảm ơn anh. À, chị bán trong mấy pay cộng đồng người Việt ở Mỹ á? Ừ, nhưng mà chị không biết là roi vào kiểu gì. Thôi để rồi, để từ từ cho chị hưởng thụ tí. Mai ơi. Tila Nguyễn. Bà Trùm, chị Sáu Boston. Chị Sáu Boston, biết tiếng chị Sáu Boston Tila Nguyễn chưa? Ừ. Nào, chị Sáu Bốt Tần với sách Kinh Nguyễn vào trả lời cho Mai biết nhé. Một khi là say là chỉ khi chồng gọi về trực thôi thì mới say, chứ còn không thì xin là chị Sáu Bô Sa nhé. Chị Sáu Bô Sa với chị rất rất kỳ, chị rất kỳ quách của em. Hai chị vào mình góp ý nhẹ nhẹ với Mai Nguyễn cả, chứ cái dân Việt Nam của nhà em ấy ăn thùng uống vại, uống bia cứ xin gọi là bằng cam. Ừ. Ừ. Được rồi, các bà nhập online, các bà chờ tôi. Hôm nay tôi không nhập online được. Đợi đấy, để đấy. Bà mẹ chân lên da, cay cú đến mức độ chân lên da lon luôn này. Các bà thấy chưa? Cay cú mà chân mọc da, thì mẹ mai phải đi làm neo mới được. Mẹ mai đi làm neo nhé. Tôi nói các bà rồi. Tôi mà đã cay cú căng thẳng rồi đấy, bị xì chép. Tôi bị xì chép, các bà hiểu không? Này, tôi lết ra máy bay mà không biết bay đâu luôn đó. Qua Cali mình uống rượu CB thôi, bia thì tầm này tầm gì đấy nữa. Rượu cũng được cho đỡ phải đi thái đây. Khi em xì chép các chị. Ừ. Em lại bắt đầu cắn móng chân móng tay. Tết Việt Nam qua Cali chơi ở nhà chị. Ừ. Để em hỏi ý kiến chồng em. Ừ, Mây Nguyễn, bang bà bằng giờ bang tôi, bà Canada là bằng giờ tôi. Bà cứ yên tâm, bà Mai ơi. Được rồi, mai tôi đi chợ, tôi mua thùng bia về nhà sẵn.
Tôi uống cho bà xem nhé. Trời, cuộc đời, đời là quá đen. Qua Canada chỉ làm neo. Rồi trời ơi, bay quá, khổ quá. Trời ơi, tôi khổ ghê vậy đây này. Hiểu gì, cái khóe này khóe ra đấy mấy bà. Tôi bị chân khóe ra. Chết mẹ rồi, không có. Chết tôi rồi, đau quá các bác ơi. Cái chân khóe ra chứ. Hoàng Phi Kha đang rủ chị Sáu đi chơi tối nay kìa. Thằng đấy uống yếu lắm chị. Hoàng Phi Kha uống yếu lắm. Mẹ thằng đấy được 15-20 lon. Ra Costco mua sẵn mấy chai vang về để nhà đi, chị em mình nhậu online. Nhà đầy vang. Lập nhóm nhậu online đi chạy Trang ơi, kêu anh Hoàng qua nhậu luôn. Anh Hoàng nào? Em biết anh Hoàng chồng chị Tina hả? Gì lê? Em hỏi anh Hoàng nào? Trời ơi. Anh Hoàng đô 2 lon thôi em ơi, gì lê? Anh Hoàng đô 2 lon đừng cho vào nhóm mình. Mẹ bọn đô 2 lon người ta gọi là mầm non đất nước. Người giời. Anh Hoàng thì đô 2 lon thôi, không dây. Mẹ đô 2 lon trời em ơi. Ở trong này là toàn lão thành đấy. Yêu tinh gọi bằng cụ. Chị Sáu bô xa là đô 15 lon, 20 lon. Được rồi chị May, chị đợi em tí. Để mai em dặn, em phải đi mua cái số điện thoại đó chị. Trời ơi các chị ơi, em không chơi. Phạm theo em nhậu online với mày băng nào, mày băng nào. Nhậu nhà nhiều đồ nhậu lắm. Nhưng mà chị Trang đi ngủ đi, từ từ đang buồn. Đô yếu đừng có uống chị ơi, đô yếu mình không chơi. Mẹ đô yếu, em nói thật, một là say ngủ mẹ luôn, mai óp không đi làm neo đúng không chị? Cái loại đô yếu mẹ 5-6 lon về khơi khơi, xong là ngủ thì không ngủ, thức thì không thức. Mẹ ngày mai dậy đi làm neo, vẽ ông Single Bell, ông Magic Kid Mert, vẽ mẹ mẹ thành ông phù thủy cưỡi chổi, vẫn là vẽ thần chết. Khách bảo là mày vẽ cho tao bộ neo ông già Noel Single Bell đi mày. Ít mẹ mày vì tội hôm qua uống 6 lon. Ít mẹ ngây đều ra ngây, say đều ra say. Chết thì đều ra chết. Vẽ con mẹ thành ông thần chết cầm lưỡi hái. Vì trong đầu luôn nghĩ là mẹ phải giết con Trang Khàn, giết con Trang Khàn. Một là nhậu say, hai là không nhậu. Nên cái bọn mà đô 2-3 lon cút. Đô 2-3 lon người ta gọi là giao lưu xã giao. Trời ơi. Em nói cho chị nghe nhá. Ở Việt Nam đấy rất nhiều đứa. Trời, bà chế sinh nhật bà chế trả rủ em. Ôi chế đi Mỹ mà chế không gọi em ra nhậu. Mẹ nhậu với cái loại đô chúng mày. Địt mẹ mày đang nhậu vui, bố phải gọi taxi cho chúng mày về. Xong địt mẹ mày điện thoại là phải cầm. Thằng A, địt mẹ mày về Phú Nhuận, địt mẹ mày kiểm tra này. Bố tôi có 9 cái điện thoại các mày hiểu không? 9 số điện thoại cầm một một, một, một trên 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 túi lúc đéo đi đâu, chỉ đeo túi to ba lô vì thế. Thằng Nguyễn Văn A địt mẹ về Phú Nhuận, hoa lan hoa sữa con cặc gì đó, địt mẹ xem nó về chưa. Về rồi, alo an toàn cho em, ok ok cúp. Địt mẹ thằng con cặc này đô 9 lon về Tân Phú đúng má lòi lồn chiến sĩ. Các bác ơi thôi, em bị nhiều lần rồi, em bị nhiều lần rồi, nhậu với cái bọn đô nửa đời nửa vời. Đầu má đến giữa đường, đầu má gọi xe chúng về không, xong địt mẹ mày tiền nó tiền taxi nó chạc trên thẻ của mình. Ôi trời ơi, chả nhẽ chị em lại bảo địt mẹ mà hôm qua nhá taxi mày hết 160 nhá, địt mẹ mày ói ra tao 160 đâu có được. Chị em sống kỳ lâu vậy, đủ má đi nhậu với nhau mà đủ má taxi đưa em về đòi tiền. Ôi trời ơi, nhưng mà tổ tổ cụ chúng nó đô yếu các chị hiểu không, chúng nó đô yếu đến cái đoạn đấy chúng nó đi về thì mẹ mày một nó không về đây, còn nhiều đứa cắm về tận nhà chung cư đây. Thằng mặt lồn như vũ, thằng mặt lồn như vũ căng chỉ thì mẹ mày nó ói trong cái toilet con kiến. Trời ơi, tao nói là nó ói mà không bị uống rượu vang hay sao ấy, nó ói tím đen cả cái toilet nhà em ra. Úi giời ơi, nó ói từ cái sàn toilet nó ói vào đến cái bồn tắm mà đéo hiểu sao nó, xong rồi lên cái bồn rửa mặt luôn. Bà kiến sáng ngày ra, bà kiến sáng ngày ra các chị.
Ôi trời ơi, đưa cái ông Kiến đi học sáng ngày ra. Bà Kiến bà mà dẫm vào cái hố nôn bà ấy, mẹ ơi mẹ ơi. Thế đưa nó vào trong phòng tôi. Sau đó con bé giúp việc, con bé giúp việc đi dọn cái toilet. Dọn cái toilet xong còn giúp việc có dọn chứ tao có dọn đâu Nguyễn Thanh Hải ấy. Vậy vậy tao dọn tao, tao giết thằng Như Vũ đấy. Chúng mày không tin vào có mấy thứ của tao chưa tính sổ của vụ đấy đâu. Mà tao quên chỉ nhắc nhở nó cà phê cho con giúp việc. Con mày giúp việc dọn cái toilet của nó xong đây, xong xuôi nhá. Nó đi vô phòng ngủ con Kiến. Nó đi vào phòng ngủ con Kiến nó nằm lên giường. Mặt này. Tôi đứng trước mặt đi lễ của em. Đủ má nó phè ra đây này. Nó mặc một cái áo da màu trắng ấy. Cái bộ màu đen nó đang để áo, để trên avatar thì nó có một cái áo y chang màu trắng. Trên này là da. Sau đó là nó xẻ 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 nó nhiều lan hoa ấy. Lan hoa cột nhà ấy, kiểu mình xé dây ấy, đổ má màu trắng. Quần màu trắng luôn má. Ồ, mà nó ói phè ra. Đầy lên giường con Kiến trời. Con giúp việc. Bà mẹ nó mền ga gối nệm của bà Kiến. Mùi ói không. Tao giết mày rồi Vũ ơi. Nhưng mà em gái của mình, em gái dễ thương của mình không lỡ lòng nào mình chửi. Mình chạy vội ra phòng khách lấy cái khăn mặt mới đó má, giặt vào lau hết cả ói ít trên người nó, cởi đồ nó ra xong lấy bộ đồ mặc ở nhà, cái bộ đồ quả dưa hấu ấy, cho nó mặc xong nó cởi quần ra, cái quần xịp của nó úp một con chim bé tí này. Trời ơi, úp con chim bé tí xong rồi, đây, để kể cho bà nghe. Quần xịt của nó nha, úp con chim ở đây đúng không? Quần xịt của bà BD em á, úp con chim ở đây. Đít ha, phần đít ha, tôi cho bà quần phần đít này, nó có mỗi hai cái dây ở đây. Hai dây bản to sexy, hai phần bông là trắng thiếu. Có một dây slip ở đây, một dây ở đây, úp đầu má. Là cái xịt màu đỏ, úp một con chim. Con chim chép của nó, à, xù khu của nó các bà. Đít chỗ ơi. Lần đầu tiên tôi thấy một cái quần xịt với bà. Mình mặc quần slip dây đã đành rồi. Nhưng mà cái slip dây của nó là cái dây này này. Cái bảng to như thế này đúng không? Từ đây xong chéo xuống đây này. Chéo xuống đây. Xong có cái dây xuống đây. Úi giời ơi má ơi là má ơi. Sau đó là mẹ mày lau chùi cho mày xong rồi mày mặc bộ đồ dưa hấu đỏ của tao luôn. Đưa vào phòng tôi ngủ. Tôi đưa vào phòng tôi ngủ để con giúp việc dọn phòng con Kiến, tôi đưa con Kiến đi học. Trời. Xong con giúp việc ở nhà các bác ạ. Nó lên bờ xuống ruộng nó dọn cái phòng, đốt nến thơm. Ôi trời ơi. Mà con giờ giúp việc nó lấy cái cục nến thơm của ai tặng em cái đó, cái cục nến thơm đấy rất là mắc tiền. Ôi trời ơi, cái cục nến thơm đấy để tôi dâng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát tôi đốt. Tôi vừa mới đi event à, rồi. Tôi đi event của ai ta? Event của ai nhỉ? Event của một ai đó tặng cái cây nến thơm đấy. Sau đó tôi cầm tôi xong xong là tôi cầm thành hai cục về là tôi cầm cầm hộ ai về nữa ta? Hình như cầm hộ dược sĩ Tiến đúng rồi. Của anh Đàm Vĩnh Hưng. Thế tôi có hai cục. Thế tôi gọi anh Tiến là em mày có lấy không? Thôi bà chế cầm à của anh Nam Phú Sinh, nhầm nhầm. Sáng hôm mới đi event anh Nam Phú Sinh tặng cho cục nến nến xịn. Ha. Thì tôi cầm thằng Tiến nó để trên xe tôi. Nó đi ăn đồ Nhật. Sau chiều đi event anh Đàm Vĩnh Hưng nó đi taxi về trước, nó để áo trên áo xe tôi. Hai cục nến tôi để dâng mẹ Quan Âm và bà giúp việc, bà lấy cục nến đó bà đốt cái phòng nôn. Trời ơi tức quá, hai cái cục nến xịn sò đẹp đẽ để tôi dâng mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát của tôi. Phát dầu, phát dầu, phát dầu. Trời ơi. Bà Tám và Jackie Quách Vô bữa đó hai đứa bị bé Trang trần cho ói qua ngày sau lúc chữa ói em nhậu với chưa thấy ai là chữa ói luôn rồi ơi các bác ơi em khổ quá khổ lắm rồi các bác ạ. Thôi đêm đã về khuya thấy tiếng động trong phòng tắm nó đã rụng rồi đã tĩnh lặng 15 phút rồi em xin phép cả nhà em đi ngủ. Cả nhà đi ngủ đi.
Em xin phép lui cung chuyển ý. Phòng tắm bên kia đã đi vào tĩnh lặng. Em chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Xin phép các mẹ, em lui cung truyền thái y. Buổi trưa các gái ở Việt Nam vui lòng gái ăn bún đậu cô Khàng. Việt Kiều, các bác về Việt Nam ghé quán em, bún đậu cô Khàng nhé. Ở Việt Nam thì ghé ăn bún đậu, chụp hình check in cho tôi, để tôi còn nhanh giàu, cho những đứa ghét tôi nó tức chơi vậy đó. Các ông các bà ở Việt Nam đi ăn bún đậu nhé, nhớ check in tác tôi, mà đéo đi ăn thì cũng check in cho chúng nó ghét chơi vậy đó. Giờ thì cũng đéo cần giàu nữa. Các ông các bà cứ check in đi, mẹ đang ăn bún mắm cũng check in bún đậu cô Khàng cho mấy đứa nó ghét tôi nó tức chơi. Giờ này chưa ngủ ở Karimai, các bà nhớ chưa? Thế cái địa chỉ chứ. Thôi tôi ngủ đấy. Jesse Nguyễn đi ăn biết bao lần không chị? Bà đi ra này, bà chụp hình tôi này, bà chụp bức hình này lại trên màn hình ha. Rồi bà đi ra ăn bún đậu, bà check in rằng là thể theo lời yêu cầu của bà chế, hôm nay em ra ăn bún đậu em check in. Thế thế thôi, em đang bước nghe thôi. Là ai cũng biết nhà em bán bún đậu ở địa chỉ 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại alo ship 0283837709. Em đi đậu vác theo cái biển. Rồi. Bỏ xuống, đây mà rơi một cái ăn cán. Thôi nhá, bye bye nhá. Thank you Jessica Nguyễn. Tao vào tao ạt Facebook mày đấy. Tao ạt Facebook bây giờ đây. Nước bông cúc táo đỏ mẹ chồng nấu. Đấy, con người sống. Nước bông cúc táo đỏ mẹ chồng nấu. Mẹ chồng thương lắm. Thải độc gan nhé, 535.000. Thải độc phổi 650.000. Tí nào Nguyễn em đi trốn nợ thật mà chị. Tìm đéo đâu ra mà trốn làm sang Mỹ luôn. Thôi đi ngủ đây. Bye bye các bạn. Bye bye các tình yêu. Chưa đến giờ. Ôi giời, Nguyễn Phú Mỹ chị cũng làm được ok em ạ. Bye bye.